Xin chào các bạn, mình là Zero Anime đây. Hôm nay, nối tiếp với chuỗi video phân tích về Skibidi Toilet tập 61, mình sẽ mang đến cho các bạn những giả thuyết và những dự đoán có thể xảy ra trong Skibidi Toilet những tập tiếp theo. Các bạn có mong chờ không nào? Trước khi đến với video hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nào hãy cùng đến với video thôi nào. Giả thuyết đầu tiên mình muốn đưa ra đó chính là về đội quân Skibidi Toilet. Các bạn có tin được không? Khi hiện tại các Skibidi Toilet đã được nâng cấp hơn rất nhiều. Trước đây, vẻ ngoài của lũ Skibidi có phần đơn giản, chỉ có một cái đầu cùng với một chiếc bồn cầu quen thuộc. Nhưng theo như tập mới nhất đã có các Skibidi được trang bị các vũ khí hiện tại hơn. Hãy nhìn con Skibidi xuất hiện ở đầu tập 60, chúng ta có thể thấy được nó được trang bị hai lưỡi cưa cùng với bốn chiếc bánh xe. So với những con Skibidi khác thì có phần cao cấp hơn. Đến với con Skibidi thứ hai ta thấy nó được trang bị thậm chí còn hiện đại hơn. Hai bên là hai chiếc đèn làm choáng váng đối thủ, phía trước có hai khẩu đại pháo dùng để kết liễu kẻ thù, sau lưng là hai khẩu tên lửa dùng để di chuyển. Sau hai chi tiết đáng chú ý ở tập này và ở những tập trước, mình chỉ muốn kết luận rằng đội quân Skibidi có đủ vũ khí và tiềm lực quân sự rất hiện đại vẫn chưa được giới thiệu. Sự thật có thể khủng khiếp hơn chúng ta nghĩ, còn điều khủng khiếp đó là gì hãy xem đến giả thuyết cuối cùng nhé. Giả thuyết thứ hai cũng là giả thuyết mình nghĩ nhiều khả năng xảy ra nhất. Đó chính là về nhân vật Speaker Woman được giới thiệu gần đây. Bạn có để ý hay không, sau TV Man, Camera Man, Speaker Man thì hiện tại nhà xuất bản đã cho ra đời lần lượt là TV Woman, Camera Woman và cuối cùng là Speaker Woman. Và điều đặc biệt mà mình muốn nói ở đây đó chính là nhà sản xuất dường như đang muốn trình làng các phiên bản nữ khác nhau của các nhân vật. Nếu các bạn chỉ nghĩ như vậy thì đó là một suy nghĩ quá tầm thường rồi. Dù đây có thể chỉ là một giả thuyết của riêng mình nhưng nó sẽ khiến các bạn và đội quân của ta cảm thấy ớn lạnh đến tận xương sống. Đó chính là nhà sản xuất đang có âm mưu tung ra các phiên bản nữ khác nhau của G-Man, Tiến sĩ Skibidi và thậm chí là cả đội quân Skibidi. Mình tin chắc điều này có thể xảy ra là có hai lý do. Lý do đầu tiên, nhà sản xuất đã tung ra các phiên bản nữ khác nhau của quân ta thì để công bằng, họ bắt buộc sẽ phải cho ra mắt các phiên bản nữ của quân bạn. Lý do thứ hai đó chính là dường như nhà sản xuất đang muốn duy trì độ nóng của Skibidi và thậm chí là để nó là một cuộc chiến không hồi kết của cả hai phe. Mình tin điều này là đúng bởi vì trong tập 59, khi đội quân Skibidi đại bại thì những tên chủ chốt của đội quân Skibidi vẫn còn trụ lại ở căn cứ của chúng. Hay trong tập mới đây, họ đã trình làng hai nhân vật mới nhất. Và những lập luận ở trên mình chỉ muốn chứng minh một điều là ở trong các tập về sau có lẽ sẽ có các phiên bản nữ khác nhau của đội quân Skibidi. Nghe đến đây thì bạn cảm thấy ớn lạnh chưa nhỉ? Nếu rồi thì hãy cho mình một like và để lại quan điểm của bạn dưới phần bình luận nhé. Vâng, không để các bạn chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng đến ngay với giả thuyết thứ ba thôi nào. Giả thuyết thứ ba mình đặt ra đó là về tiến sĩ Skibidi. Theo video ở tập 60, ta thấy được lão tiến sĩ có một vẻ ngoài cao lớn và trang bị hiện đại hơn bình thường. Nhiều giả thuyết cũng đã được đưa ra nhưng mình nghĩ giả thuyết cao nhất là hắn đã sao chép được mã gen của quân ta. Điều này quả thật là một điều khủng khiếp và mình tin chắc rằng nó đang xảy ra. Hãy nhìn tên Skibidi thứ hai trong tập 61. Và hãy chú ý vào hai cái loa của hắn. Khả năng này của tên này dường như được sao chép từ TV Woman. Khả năng làm tê liệt và ngừng chuyển động của kẻ thù một lúc. Sẽ thật khủng khiếp khi lão tiến sĩ này đã sao chép được toàn bộ khả năng dịch chuyển, tấn công, sức chịu đựng và các trang bị hiện đại của quân ta. Điều này quả thật là một điều hết sức khủng khiếp và nó sẽ mang lại một sức mạnh vô cùng to lớn đối với đội quân Skibidi. Và tỷ lệ thắng trận ở các tiếp theo của đội quân Skibidi sẽ cao hơn rất nhiều. Điều này quả là một tin chẳng mấy tốt lành với phát ngôn viên và các đồng đội. Nào hãy cùng đến với giả thuyết cuối cùng mà mình nói đó là một điều khủng khiếp ở ngay cuối giả thuyết đầu tiên. Trước khi đến với giả thuyết này, hãy cùng xem lại những Skibidi đầu tiên được ra mắt cho đến những Skibidi cấp cao và cuối cùng là những Skibidi mới được ra mắt. Bạn có phát hiện ra điểm chung của chúng là gì không? Đó chính là chúng hành động theo luôn theo một đội quân dưới sự chỉ huy của các Skibidi cấp cao hơn. Điều này đặt ra cho mình hai nghi vấn. Liệu Skibidi Toilet có là một loại dịch bệnh, hay Skibidi Toilet có một thế giới riêng tồn tại ở ngoài vũ trụ kia? Đó là một câu hỏi mình vẫn chưa thể trả lời được. Nhưng hãy đến với những phân tích mà mình cho rằng nó thật sự rất đáng sợ. Mình tin chắc rằng Skibidi Toilet không phải là một loại dịch bệnh đang gây hại cho trái đất. Có một lý do để mình đưa ra quan điểm này. Đó chính là việc Skibidi Toilet có ngôn ngữ riêng. Khi chúng giao tiếp chúng thường hát những điệu nhạc kỳ quái mà bản thân chúng mới có thể hiểu được. Không một loại dịch bệnh nào mà sinh vật ở đó có thể giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt như vậy. Nói đến đây thì bạn đã biết điều mình muốn nói là gì chưa? Đó là Skibidi Toilet là một chủng tộc hoàn toàn mới đang tồn tại bên ngoài trái đất. Vì một lý do nào đó mà chúng có hiềm khích với đội quân ở trái đất. Và đây mới chỉ là một đội quân nhỏ mà đoàn quân Skibidi cử đến thăm dò trái đất của chúng ta. Mình tin rằng giả thuyết này có thể mơ hồ nhưng với nhà sản xuất thì không. Họ đang mong muốn kéo dài và làm nổi chuỗi phim ngắn này một cách lâu nhất có thể. Tại sao không khi mỗi tập có hàng chục triệu người theo dõi? Vâng, tất cả trên đây chỉ là những giả thuyết chủ quan của riêng cá nhân mình. Nó có thể đúng và cũng có thể sai. Hãy để lại cho mình một like và hãy cho mình biết quan điểm của bạn về vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều.